nhiêu đây mua được nhiêu tiền. Dày em muốn mình động thao. Không phải gừng Trung Quốc. Làm gì nó để hơi lâu cái bị nhớt nhớt. Dạ nó không học dùng rừng ở gần Trung Quốc nữa mà gần ở Nam Mỹ. Và nó Nam Mỹ cũng từ Trung Quốc qua. Tìm mọi cách mua. À, được rồi, nhiêu đây con thấy là bỏ ngoài kia nữa hả? Nhiều mà, tùm lum đúng không?